Thưa quý vị và các bạn, thảo luận tại hội trường về dự thảo luật tài nguyên nước sửa đổi vào chiều nay, nhiều đại biểu cho rằng cần phải phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong quản lý, bảo vệ, khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên nước. Thảo luận tại hội trường, các đại biểu chỉ ra những vướng mắc còn tồn tại của ngành nước hiện tại, trong đó nhấn mạnh vấn đề thiếu hụt cơ chế giá và yếu kém trong khâu quản lý. Rất nhiều cái vướng trong ngành nước hiện nay là không thể phát triển và nó không đồng bộ, là vì nhiều vấn đề, ví dụ như nước nông thôn, nước đô thị, thế rồi là cấp nước, thoát nước hiện nay là thu hút đầu tư tư nhân và thoát nước rất khó vì chúng ta không có cơ chế giá. Và giá nước hiện nay rất thấp cho nên các đầu tư thu hút tư nhân đầu tư ngành nước chủ yếu là làm những cái nước đơn giản, công nghệ kém. Thành ra là chúng ta đang sử dụng nước chất lượng không cao, như đại biểu Xuân trước tôi nói là uống nước tại vòi. Uống nước tại vòi thì không khó nhưng vì chúng ta quản lý kém và chúng ta không có ai cũng biết quản lý nước, cứ nhảy vào đầu tư ngành nước. Thành ra là ngành nước hiện nay nó như thế này. Nhiều ý kiến cho rằng cần phải phân rõ trách nhiệm của cơ quan liên quan trong vấn đề quản lý, bảo vệ, khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên nước. Quy định rõ về thẩm quyền của các cơ quan nhà nước nói trên trong việc cấp giấy phép khai thác tài nguyên nước, tương tự như là thẩm quyền trong việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản và phê duyệt các báo cáo tác động của môi trường theo quy định của luật bảo vệ môi trường. Như vậy, thuận tiện trong việc triển khai, chính phủ không phải ban hành các văn bản dưới luật hướng dẫn thêm. Tiếp thu và giải trình ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định, cơ quan soạn thảo sẽ nghiên cứu cụ thể hóa các quy định về quản lý tài nguyên nước, nghiên cứu bổ sung trách nhiệm quản lý, phân cấp, phân quyền. Sẽ tiếp tục tiếp thu hoàn thiện các quy định về nguyên tắc quản lý, bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên nước, trong đó là đảm bảo hiệu quả nhất. Và đặc biệt rằng là từ việc mà chúng ta căn cứ vào quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội quốc gia, rồi quy hoạch các vùng, rồi quy hoạch tỉnh, rồi chúng ta sẽ thực hiện cái quy hoạch tài nguyên nước thật ra có chiến lược và đảm bảo được cái hiệu quả nhất. Thảo luận tại tổ về dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở vào sáng nay, các đại biểu cho rằng mầm mống tội phạm xuất phát ở ngay từ các phường xã. Do vậy, nếu không dựa vào lực lượng bán chuyên trách, tổ dân phố, dân phòng thì sẽ khó nắm bắt được tình hình. Thảo luận tại tổ, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cho rằng việc sắp xếp thống nhất lực lượng bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách cùng các lực lượng khác thành một lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và bố trí ở mỗi thôn, mỗi tổ dân phố là điều hết sức cần thiết. Có những cái gì mầm mống của tội phạm dân người ta biết. Mà rất dở là chính quyền không biết, dân biết mà chính quyền không biết hoặc công an không biết. Thì quá dở. Mà lại càng dở, càng kém hơn là biết mà lại không giải quyết. Thì cái việc này nó có cái tình trạng như vậy. Thành ra là chúng tôi thấy là phải xây dựng. Cái đấy đối với cái này là cái quan trọng trong thực tiễn. Một số ý kiến cho rằng cần phải bổ sung thêm quy định về chức năng, nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Tôi đề nghị tại cái chương 2 thì cũng phải bổ sung thêm một cái nhiệm vụ nữa của cái lực lượng này. Bởi vì đã do dân bầu thì phải có trách nhiệm báo cáo kết quả hoạt động, đánh giá cái thực hiện cái nhiệm vụ trước dân. Đấy, thì báo cáo công chí như vậy thì chúng ta mới phát huy được cái vai trò tự quản và người dân mới là người trực tiếp giám sát hoạt động của lực lượng này. Nhiều đại biểu cũng băn khoăn về vấn đề ngân sách chi trả cho những người tham gia lực lượng này. Thì luật này thì cũng cần quy định cho rõ về cái vấn đề biên chế rồi là cái ngân sách nó cụ thể. Vừa rồi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thì cũng có một số ý kiến đang còn băn khoăn cái này, có tăng thêm cái biên chế rồi là cái gánh nặng cho ngân sách không, cho nên cũng cần phải có cái quy định cho nó rõ. Về vấn đề kinh phí duy trì hoạt động của lực lượng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho rằng không có nhiều trở ngại khó khăn bởi ổn định mới phát triển được kinh tế xã hội. Về cái phần kinh phí ngân sách thì ở đây chúng tôi thì rất là tin tưởng vào cái việc này, không có cái gì là cái trở ngại khó khăn lắm. Mà nhiều tỉnh không chỉ nói với chúng tôi là cái này là tỉnh sẽ bảo đảm được hết. Mà thậm chí còn đầu tư cho cả công an chính quy nữa, chứ không phải chỉ có lực lượng, chỉ an ở cơ sở. Nhìn chung các đại biểu nhất trí cao với mục tiêu của dự luật là xây dựng mỗi cơ sở phường xã là một pháo đài về an ninh trật tự. Kết thúc ngày làm việc thứ 20 của kỳ họp thứ 5, hôm nay Quốc hội đã thông qua 3 luật, 1 nghị quyết, thảo luận tại tổ về dự thảo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và thảo luận tại hội trường về luật dự thảo luật tài nguyên nước sửa đổi.
Thảo luận tại tổ về dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, nhiều đại biểu cho rằng cần phải xác định rõ vị trí, vai trò cũng như kinh phí hoạt động, các chính sách hỗ trợ cho các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở để không làm tăng chi ngân sách nhà nước. Góp ý vào dự thảo luật tài nguyên nước sửa đổi tại hội trường, các đại biểu Quốc hội đề nghị cần phải bổ sung các biện pháp để thực hiện tuần hoàn, tái sử dụng nguồn tài nguyên nước đã qua sử dụng. Đồng thời khi thực hiện thay đổi quy hoạch tài nguyên nước, cần phải tiến hành lấy ý kiến của các tổ chức cá nhân đang khai thác sử dụng, không để ảnh hưởng tới hoạt động cấp nước cho sinh hoạt, sản xuất kinh doanh của người dân. Trong ngày hôm nay, Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua luật hợp tác xã sửa đổi, luật phòng thủ dân sự, luật bảo vệ người tiêu dùng sửa đổi và nghị quyết đầu tư dự án đường giao thông từ quốc lộ 27C đến đường tỉnh DT 656 tại Khánh Hòa, kết nối với Lâm Đồng và Ninh Thuận với đa số phiếu tán thành. Sau hai cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh. Chiều nay tại Hà Nội, Báo Nhân dân đã phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật ra mắt cuốn sách thứ 3 mang tên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với niềm tin của nhân dân trong nước và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế. Đến dự lễ ra mắt có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Những năm gần đây, trên các báo điện tử, trang mạng xã hội xuất hiện ngày càng nhiều bài viết về thành công của Đảng ta trong công cuộc đổi mới đất nước, nhất là về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Điều rất dễ nhận thấy là bao giờ các bài viết ấy cũng gắn liền thành tựu mà đất nước đạt được với đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tác giả các bài viết ấy có thể là các nhà nghiên cứu trong hoặc ngoài nước, là cán bộ đảng viên hay chỉ là những người dân bình thường ít khi cầm bút. Tất cả đều bộc bạch tấm lòng chân quý đối với Tổng Bí thư. Chúng tôi đã quyết định xin phép và công bố tiếp cuốn sách tập thứ 3 với cũng rất là nhiều bài với nội dung khá đầy đặn. Và đặc biệt là gần đây khi mà Tổng Bí thư có cuốn sách về việc phòng chống tham nhũng thì mối quan tâm của công chúng lại càng tăng cao. Và rất nhiều những cái bài viết được tổng hợp trong cái cuốn thứ ba này đánh giá rất cao cái nỗ lực phòng chống tham nhũng do Tổng Bí thư dẫn dắt đã mang lại được những cái kết quả rất khả quan, đặc biệt là trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng 13 vừa qua. Gồm 181 bài viết, bài thơ, thư, điện được chất lọc từ hàng nghìn bài trên các trang báo, mạng xã hội. Cuốn sách được kết cấu thành 3 phần. Phần 1, vững tin vào sự lãnh đạo chỉ đạo của Tổng Bí thư. Phần 2, tình cảm của nhân dân trong nước dành cho Tổng Bí thư. Phần 3, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế. Nể phục trước tư duy khoa học, tầm nhìn vượt thời đại và trí tuệ sắc bén của Tổng Bí thư, giáo sư tiến sĩ Đinh Xuân Dũng còn đặc biệt tâm huyết vấn đề sự nghiệp chồng người mà Tổng Bí thư đưa ra. Đó là phải nuôi dưỡng, xây dựng, phát triển con người cho chủ nghĩa xã hội trong suốt thời kỳ quá độ và xa hơn nữa. Trong thời quá độ này, vấn đề lớn nhất là vấn đề xây dựng con người, vấn đề nuôi dưỡng con người, vấn đề đấu tranh để bảo vệ những cái gì tốt đẹp trong con người và chống những cái gì thoái hóa biến chất trong con người, trong hệ thống chính trị, trong đảng viên, trong quần chúng. Và tư tưởng của đồng chí Nguyễn Phú Trọng là xuyên suốt cho đến khi chống cái tham nhũng và tiêu cực. Vì thế tôi cho rằng đây là một cái tổng kết thực tiễn sâu sắc và nó là một tầm nhìn mới, một bản lĩnh mới và một sức sáng tạo mới gắn liền với thực tiễn Việt Nam. Vì thế trong bài viết tôi đã viết mấy bài về anh Trọng, nhưng mà tôi viết tập trung cho cái ý tưởng này. Cuốn sách là một tài liệu quý, góp phần lan tỏa niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân đối với Đảng và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Một nhà lãnh đạo có tâm, có tầm tư duy chiến lược của Đảng và nhân dân, quyết liệt diệt trừ mọi thói hư tật xấu, những nhân văn, bao dung và bình dị, gần gũi giữa đời thường trong sự quý trọng của nhân dân và bạn bè quốc tế. Thưa quý vị, ngày hôm nay tại Hà Nội, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã tiếp đón đại diện lãnh đạo nhiều cơ quan đơn vị đến thăm và chúc mừng tập thể những người làm báo nhân dân nhân kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, ngày 21 tháng 6 năm 1925, ngày 21 tháng 6 năm 2023.
thăm và chúc mừng báo Nhân dân nhân dịp 21 tháng 6, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng, đánh giá chặng đường gần 70 năm phát triển báo Nhân dân luôn giữ vị trí cánh chim đầu đàn là cơ quan báo chí chủ lực của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá, trong bối cảnh kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn, báo Nhân dân vẫn không ngừng vươn lên đổi mới và sáng tạo. Bên cạnh tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, bám sát các sự kiện lớn của đất nước, báo Nhân dân còn tập trung xây dựng các chuyên đề có nội dung chuyên sâu và hình thức truyền tải hiện đại, hấp dẫn. Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương đã đến thăm báo Nhân dân và gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ người làm báo Nhân dân. Đồng chí Hầu A Lành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đánh giá cao những nỗ lực của báo Nhân dân trong công tác tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là công tác dân tộc, hoạt động của Ủy ban Dân tộc. Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tập thể cán bộ, biên tập viên, phóng viên, nhân viên của báo Đảng. Cũng trong chiều nay, đại diện lãnh đạo nhiều cơ quan đơn vị đã đến thăm và chúc mừng tập thể những người làm báo Nhân dân nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Thưa quý vị, xã Linh Thông là một xã vùng sâu của huyện miền núi ATK Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Trong những năm vừa qua, nhờ sự chỉ đạo lãnh đạo của cấp trên về đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng luôn được chú trọng. Qua đó đã tháo gỡ được những khó khăn trong công tác phát triển đảng viên mới, nhất là ở những vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Đảng bộ xã Linh Thông hiện có 14 chi bộ với 253 đảng viên. Tuy nhiên, công tác phát triển đảng viên mới gặp rất nhiều khó khăn. Khi năm 2022 chỉ kết nạp được 2 trên 7 đảng viên, đạt 28,5% chỉ tiêu đề ra. Nguyên nhân là do một bộ phận không nhỏ thanh niên đi làm ăn xa hoặc chưa thiết tha vào đảng. Một số đảng viên trẻ lại xin ra khỏi đảng để đi làm kinh tế. Để giải quyết những khó khăn này, ngay từ đầu năm 2023, Đảng bộ xã đã ban hành nghị quyết giao chỉ tiêu phát triển đảng viên cho các chi bộ cơ sở nhằm tạo nguồn phát triển đảng viên mới. 6 tháng đầu năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy đã giới thiệu được 10 quần chúng theo học lớp nhận thức về đảng và kết nạp được 2 trên 8 đảng viên, đạt là 25% so với nghị quyết và chỉ tiêu huyện giao, và gửi hồ sơ đề nghị huyện ủy kết nạp là 3 quần chúng. Xã Linh Thông cũng chú trọng phát triển kinh tế ngay tại địa phương với các mô hình kinh tế. Nhờ đó các đảng viên là thanh niên có thể khởi thân lập nghiệp, và chính các đảng viên trẻ này sẽ trở thành tấm gương sáng cho thanh niên tại địa phương học tập, phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của đảng. Điển hình như mô hình trồng 6 hectare quế của đảng viên trẻ Hoàng Thị Lành, bước đầu đã cho thu nhập ổn định. Khi mà được kết nạp đảng tại địa phương thì bản thân cũng như là tất cả những đảng viên khác thì luôn luôn có một cái suy nghĩ, đó là làm như thế nào để mình cùng nhau phát triển được cái kinh tế xã hội ở địa phương và nêu cao cái tinh thần trách nhiệm của mình trong việc phát triển đảng viên cũng như là trách nhiệm với cộng đồng. Chúng tôi cũng phải vận động tất cả các cái tổ chức trong hệ thống chính trị, rồi kể cả về phát triển kinh tế, rồi đoàn thanh niên, rồi mặt trận để tạo ra những cái việc làm để thu hút, rồi là để xây dựng, củng cố phong trào. Mà từ đó họ tham gia phong trào, thấy cái vai trò của mình tham gia phong trào để thúc đẩy, thứ nhất về kinh tế gia đình, cái thứ hai nữa là tạo ra một cái xã hội cộng đồng phát triển. Năm 2023, Đảng bộ xã Linh Thông phấn đấu tỷ lệ kết nạp đảng viên đạt từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ. Thực tế, Đảng bộ xã Linh Thông nói riêng và huyện ủy Định Hóa nói chung cho thấy sự đoàn kết, thống nhất, tập trung trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị, dám nhìn thẳng vào những tồn tại hạn chế, vướng mắc để tháo gỡ và có những chuyển biến tốt hơn trong công tác phát triển đảng viên. Dự thảo luật tài nguyên nước sửa đổi đang được Quốc hội cho ý kiến để hoàn thiện hành lang pháp lý đồng bộ thống nhất, nhằm lắng nghe ý kiến các chuyên gia, các nhà quản lý thực tiễn đóng góp vào những chính sách pháp luật về quản lý, về phát triển bền vững nguồn tài nguyên nước. Chiều nay tại Hà Nội, báo Đại biểu Nhân dân phối hợp với Công ty Cổ phần Hacom Việt Nam tổ chức chương trình tọa đàm trực tuyến quản lý và phát triển bền vững nguồn tài nguyên nước. Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới và trong khu vực hiện đang phải đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến nguồn nước. Thêm vào đó, thực trạng quản lý tài nguyên nước ở nước ta vẫn còn nhiều bất cập. Vấn đề cấp bách đặt ra là cần sửa đổi hệ thống pháp luật về tài nguyên nước, nêu lên sự cần thiết phải sửa đổi luật tài nguyên nước trong bối cảnh hiện nay. Các đại biểu cũng chỉ ra những thực trạng và đề xuất các giải pháp
nhằm tăng khả năng khai thác tối đa nguồn tài nguyên, phân bố hợp lý và sử dụng có hiệu quả, đảm bảo an ninh nguồn nước quốc gia, đồng thời đề nghị chú trọng phòng ngừa, kiểm soát và phục hồi các nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt và ô nhiễm, phân định rõ trách nhiệm quản lý nguồn nước và trách nhiệm quản lý công trình khai thác nước cả trung ương và địa phương, khắc phục các chồng chéo xung đột pháp luật. Bên cạnh đó, các ý kiến cho rằng cần hướng tới xây dựng luật trên cơ sở quản lý tài nguyên nước trên nền tảng công nghệ số. Thưa quý vị, trong 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh Bình Định đã tổ chức nhiều chương trình lễ hội, quảng bá hình ảnh du lịch đất nước con người Bình Định đến với người dân cùng với các du khách trong nước và quốc tế. Nỗ lực này đã đem lại những con số ấn tượng của tăng trưởng du lịch địa phương. Trong 6 tháng đầu năm, so với cùng kỳ năm trước, ngành du lịch Bình Định ước đón trên 2,7 triệu lượt khách, tăng 20,6%. Doanh thu du lịch ước đạt 7.607 tỷ đồng, tăng 33,1%. Địa phương cũng đã tăng cường công tác kiểm tra các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú, kiểm tra hoạt động vận tải hành khách du lịch và hoạt động của hướng dẫn viên du lịch nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả, thu hút khách trong và ngoài nước trong dịp cao điểm du lịch hè năm nay. Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua thì tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội cơ bản ổn định nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Tình trạng người điều khiển phương tiện tham gia giao thông chạy quá tốc độ quy định vẫn còn xảy ra nhiều. Để chặn đứng tình trạng chạy quá tốc độ cho phép, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các trạm đội trực thuộc triển khai các biện pháp nghiệp vụ kiểm tra tốc độ phương tiện trên các tuyến đường được phân cấp quản lý nhằm phát hiện và xử lý nghiêm loại vi phạm này. Một trong những nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông là lỗi vi phạm về chạy quá tốc độ. Và theo ghi nhận của phóng viên, chỉ trong khoảng 1 giờ ghi hình cùng đội cảnh sát giao thông số 9, đã có khoảng gần 10 trường hợp vi phạm chạy quá tốc độ quy định trên tuyến đường quốc lộ 32. Đặc điểm tuyến quốc lộ 32 của đội cảnh sát giao thông đường bộ số 9 quản lý thì là tuyến đường bộ, tuyến quốc lộ dài trải qua 5 huyện, 1 thị xã. Đây là về cái tầng lớp dân cư và các tổ chức giao thông nó có sự thay đổi liên tục. Vì vậy là cái quá trình mà chạy quá tốc độ dẫn đến gây ra tai nạn giao thông thì đơn vị cũng đã thường xuyên phải tổ chức và có những kế hoạch rất là cặn kẽ và tỉ mỉ để xử lý triệt để nhằm nâng cao cái ý thức của người tham gia giao thông khi tham gia giao thông. Đối tượng chủ yếu vi phạm về chạy quá tốc độ thường tập trung vào những lái xe còn trẻ tuổi và những lái xe chưa có ý thức chấp hành quy định của pháp luật về an toàn giao thông. Và khi bị phát hiện xử lý thì có rất nhiều lý do được người vi phạm đưa ra để biện minh cho hành vi của mình. Hôm nay do vội quá thì tôi chạy quá tốc độ quy định. Xe của tôi không có tốc độ thì không biết. Mà tôi biết là chạy quá tốc độ nguy hiểm nhưng mà thôi, lần sau thì tôi sẽ rút kinh nghiệm. Thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục tăng cường xử lý các hành vi vi phạm về tốc độ, duy trì thường xuyên liên tục, bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát khép kín, huy động tối đa phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, chú ý vào khung thời gian và các tuyến thường xảy ra các hành vi vi phạm để phòng ngừa tai nạn giao thông, góp phần làm cho người dân đi lại thuận lợi và an toàn.